Rồi, Deuterium là một đồng vị của hydrogen được ứng dụng trong các lĩnh vực hạt nhân. Ion nào sau đây có số electron nhiều hơn số proton và số proton nhiều hơn số neutron? Đúng rồi. Cho biết H bằng 11H, D bằng 21H và O bằng 168O. Ở đây thì mình có thằng Deuterium là một trong những thằng mà có số neutron, đúng không ạ? Số neutron bằng số proton. Số neutron bằng số proton là bằng 1 luôn, được chưa? Ở đây mình có ký hiệu là 21H đấy. Thì ở đây mình thấy cái đề là nó có ví dụ như câu A có những trường hợp rất là lạ thì chúng ta tính từ từ ra ha. Ví dụ tôi sẽ làm từ từ chúng ta này. Ví dụ đối với đáp án A các bạn thấy là D trừ. Nhìn thằng D trừ nó không hiểu đang ghi gì hết. Thì mình hiểu á, thằng D này có nghĩa là ký hiệu H. Nói chung D trừ sẽ tương đương với D tức là 21, tức là 21H và trừ như thế này. Dấu trừ này thể hiện là gì? Thể hiện là nó có dư một electron. Rồi, với giá trị này thì các con tính được là gì? Đó là số proton của thằng này chắc chắn là sẽ bằng số 1. Là phía dưới số dưới đấy, đúng không? Chỗ này chính là số proton này. Này học rất là nhiều không? Ký hiệu phía dưới này chính là ký hiệu nguyên tử của nó. Thì số 1 phía dưới đó chính là số proton, B bằng 1. Luôn là vậy. Bất kỳ H nào cũng có B bằng 1. Các đồng vị của H sẽ có proton bằng 1. Các bạn con có proton bằng 1 rồi, các con sẽ định tới electron. À, như tôi đã nói rồi ha, thì cái dấu trừ này á, cái dấu trừ này nè, đúng chưa? Thì cái dấu trừ này có nghĩa là nó có dư một electron. Bất kỳ nguyên tử nào nó không ghi dấu trừ, không ghi dấu cộng thì có nghĩa là nó điện cái âm bằng cái dương, tức là proton bằng electron. Nhưng mà khi nó ghi dấu trừ như thế này hoặc là nó ghi một cái dấu cộng, tức là ion trừ hoặc là ion cộng, tức là ion âm hoặc là ion dương đấy, tức là hay gọi là ion âm, ion dương đấy, thì lúc này nó sẽ dư điện tích dương hoặc là dư điện tích âm. Mà trong trường hợp này nó sẽ dư điện tích âm, đúng không ạ? Nó dư điện tích âm, vậy có nghĩa là B bằng 1 thì chắc cú một điều E sẽ bằng 2. E sẽ bằng 2 tại vì nó dư một điện tích âm. E bằng 2 nó mới dư một âm được. Quá easy, quá đơn giản, đúng không ạ? Rồi E bằng 2. Và tương tự chúng ta có số neutron. Neutron thì quá dễ rồi, neutron thì không ảnh hưởng tới điện tích của ion. Điện tích ion là -1 cộng 3 cộng 5 cộng 6 cộng 7 hay là -2 gì đó, các kiểu thì không ảnh hưởng. Các bạn lấy trên trừ dưới giùm tôi để các bạn ra được số neutron. 2-1 ra 1. 2-1 lấy trên trừ dưới, luôn luôn nhớ cho kỹ nha, lấy trên trừ dưới sẽ được số neutron. Easy. Rồi chúng ta có những con số này. Thì bắt đầu mình so với cái đề. Ion nào sau đây có số electron nhiều hơn số proton? Electron nhiều hơn proton nha. Vậy trong trường hợp này con xét này, electron nhiều hơn proton. Electron là 2, proton là 1, vậy là thỏa mãn điều kiện đầu, electron nhiều hơn proton. Rồi điều kiện thứ hai thỏa không đây? Số proton nhiều hơn số neutron. Số proton nhiều hơn số neutron, số proton nhiều hơn số neutron, số proton là 1, số neutron cũng là 1 luôn. À nó bằng rồi các bạn ơi, không được. Vậy là trường hợp này không được. Tại vì bằng 1 B bằng N bằng 1 rồi. Mà cái đề nó yêu cầu chúng ta là số proton phải lớn hơn số neutron. Thôi tôi ghi cái ràng buộc bên này để chúng ta tiện so sánh nha. Đó đầu tiên nó ghi là cái ràng buộc ion sau đây có số E nhiều hơn số rho. Vì là bắt buộc nó kêu là E nhiều hơn rho, tức là E phải lớn hơn B. E nhiều hơn số rho, số rho nhiều hơn số N. Số rho nhiều hơn số N. À vậy là như vậy đúng không? E lớn hơn B và lớn hơn N luôn. Tức là nó có ràng buộc như thế này. E nhiều hơn rho là E lớn hơn B. Mà B á là nhiều hơn N, tức là B lớn hơn N, B nhỏ hơn N. Vậy chúng ta có ràng buộc này. Vậy trong bốn đáp án đó, đáp án nào thỏa cái dữ kiện này thì hoàn toàn chớ là đáp án luôn. Vậy là câu A này không được. Câu A này như tôi đã nói rồi, câu A không được nha. Rồi chúng ta xét tiếp tục câu B. Nó mấy đứa thấy dễ không? Cái định hướng là như vậy rồi, các bạn cứ thế mà xét thôi. Rồi đáp án B thì có H3O cộng là ion, các bạn sẽ được học ở mấy chương trình lớp sau này, chương trình lớp 11. Hoặc là chương trình lớp 10 bây giờ cũng có, lúc học về liên kết hóa học, cách vẽ, đúng không? Các liên kết H3O cộng này cũng có đề cập. H3O cộng thì lúc này mình tính bình thường thôi. H3O cộng tính sau đây, số proton. Proton á thì như đã nói rồi, proton thì H thì proton mặc định là 1. 1 nhân cho ở đây có 3H đúng không? Vậy là 1 nhân 3 các con cộng cho proton của O, thì các bạn có thể tra O là 8. Số proton của O là 8, vậy là 1 nhân 3 cộng 8 sẽ bằng 11. 1 nhân 3 cộng 8, đúng chưa? 1 nhân 3 cộng 8 thì sẽ bằng 11, đúng không? Rồi ok. Đó là chúng ta đang xét về số proton. Rồi số proton bằng 11. Tương tự số E. Số E thì mặc định bình thường á, nếu như cái này phân tử hay là nguyên tử tròn chỉnh thì lúc này bằng 11 luôn. Nhưng mà nó là ion. Các bạn thấy ion không? Nó có dấu cộng. Thì dấu cộng như đó rồi. Có dấu cộng có nghĩa là nó đang thừa điện tích dương. Tức là điện tích dương, tức là B sẽ lớn hơn E một đơn vị. B lớn hơn E một đơn vị. Vậy lúc này H chẳng phải là H. Xin lỗi, số E lúc này sẽ bằng 10 sao? Bằng 10. E tròn lúc này sẽ bằng 10.
electron lúc này sẽ bằng 10. Tại vì á, như đã nói rồi, nó thừa một điện tích dương, mà điện tích dương chúng ta tính được là 11. Vậy là 11 trừ đi 1 bằng 10, nó mới loại được một dấu cộng. Nó mới loại được một dấu cộng. Đấy, các bạn hiểu cái ý nghĩa của cái ion này vậy chưa? Đấy, ý nghĩa là vậy. Nó dư một cái điện tích dương ha. Rồi tiếp tục thôi, Be và N. N trong trường hợp này á thì mình tính bình thường ha. N trong trường hợp này thì lúc này mình có được là gì? Mình sẽ lấy được cái giá trị trên trừ dưới thôi. Nhưng mà lúc này chúng ta linh hoạt một tí xíu nha. Mình có một sự linh hoạt như vậy, mình đang làm trắc nghiệm, đúng không ạ? Bắt buộc các bạn phải thỏa mãn cái điều kiện này, tức là E phải lớn hơn B. Mà sau khi các con tính, con thấy không? E nhỏ hơn B. Các con thấy không? Giá trị của B là 11, giá trị của E là 10. Vậy lúc này E nhỏ hơn B trong đáp án B này, đúng không? E nhỏ hơn P, E nhỏ hơn P. Mà cái đề yêu cầu chúng ta là E phải lớn hơn P. Vậy câu B sai. Chúng ta không cần xét giá trị của N nữa. Đó, giá trị N tính nó sẽ hơi phức tạp hơn xíu, cho N mình khỏi xét. Ok, trời đỡ phải khổ, đỡ phải khổ luôn mà. Rồi tiếp tục chúng ta đi câu C. Đấy, chỉ cần không thỏa mãn cái điều kiện này thôi thì chúng ta sẽ bỏ. Đấy, bắt buộc phải bám theo cái này. Đấy, bắt buộc các bạn bám theo cái dấu hội thị này nè. Công thức theo dấu hội thị này là luôn đúng nè, phải bám theo nó. Đúng theo nó mình chọn mới chọn đáp án được. Rồi câu C ha. Câu C thì OD trừ. Còn mấy thằng gian chung chắc chở không? OD trừ thì khi chúng ta đổi ra nó tương đương là gì biết không? OD trừ thì có nghĩa là O nè, D có nghĩa là H. Mà H ở đây á, D có nghĩa là H21. Trong đề nó có ghi đó. O này có nghĩa là H21. Hơi khó xíu nha, tập trung nha. H21. Thì lúc này thằng này sẽ có cái giá trị gì? Proton. Proton thằng này sẽ là O là bằng 8 này, cộng cho H là 1 proton. Cộng lại sẽ bằng 9, đúng không ạ? Số electron của nó có một dấu trừ các bạn ơi, nó có một dấu trừ là ion trừ. Vậy lúc này ion âm đấy, vậy lúc này nó sẽ dư ra một điện tích âm. Dư ra một điện tích âm. Vậy lúc này cái E của nó sẽ bằng 10. E của nó sẽ bằng 10. Tại vì proton là 9 thì electron bằng 10, thì lúc này dư một điện tích âm. 10 trừ 9 bằng 1, một điện tích âm, một electron bị dư ra. Ok. Rồi tiếp tục, câu này nó hơi khó nha, phải phân tích vậy. Be bằng 10. E lớn B hoàn toàn thỏa. Ồ, chúng ta tính N này. Bảo tính N này. Rồi, giá trị của neutron. Neutron thì oxy á, thì là mình đó, trong đề nó có 16 8. Giờ neutron là bằng 16 trừ 8 là ra 8 này. 2 trừ 1 là ra 1. Lấy trên trừ dưới của ngô này không? Lấy trên trừ dưới này. 16 trừ 8 ra 8. 2 trừ 1. 2 trừ 1 ra 1, đúng không? Giờ neutron là 8 cộng 1 bằng 9. Đúng không ạ? Rồi, để coi nó thỏ không nha. Vậy là mình gáp vào đây, móc cái dữ kiện này qua đây mình gáp coi nó thỏ không. Vậy là lúc này á, số E của nó là 10 nè. Rồi pro của nó là 9 này. Và neutron nó là 9 này. Ồ, thỏa mãn dữ kiện đầu, nhưng mà cái dữ kiện B lớn hơn N thì không được các bạn ơi. 9 bằng 9 này. Vậy là số proton không lớn hơn N, số proton bằng số N, số proton bằng số neutron. Vậy là đáp án C cũng không phải luôn. Mình làm trắc nghiệm mình tới đây rồi mình khoanh câu D luôn. Đúng không? Nhưng mà tôi lý giải chi tiết cho chúng ta luôn. Lý do vì sao mình chọn câu D bằng cái tư duy lý giải luôn ha. Rồi ok ha, xuống câu D là đáp án cuối cùng. Câu D mà không làm được nữa, một là chúng ta sai, hai là đề sai thôi. Mà thường là chúng ta sai đúng không? Đề ít khi nào sai lắm. Rồi câu D thì mình có OH trừ. OH trừ một cái ion rất là quen thuộc. OH trừ thì chúng ta có số proton là B sẽ bằng 8 cộng cho 1. Oxygen là proton là 8, còn kia là 1 bằng 9 này. Rồi ok tiếp tục ha. Rồi electron của nó đây, nó dư một cái điện tích âm. OH trừ là dư một điện tích âm mà proton là 9. Vậy chắc cú thằng dưới đây sẽ làm dư điện tích âm đúng không? Vậy này là 10. Em này sẽ là 10. Dư một điện tích âm. 10 trừ 9 ra 1. 1 đó chính là một electron, một điện tích âm đấy, chính là dấu trừ này. 10 trừ 9 ra 1. Rồi ok ha. Chúng ta bỏ đi. Rồi xong, tiếp tục chúng ta xét tới giá trị N. N thì như nãy mình đã nói rồi đúng không? Mình viết lại cái thôi. Đây là 8 này, 16 này. Rồi ông này là H ở đây thì H11 nha các bạn. H ở đây không ghi chú gì hết thì nó là H11. 16 trừ 8 trên trừ dưới này chưa? Trên trừ dưới là ra 8. 8 cộng cho ở đây là 1 trừ 1 ra 0. 1 trừ 1 ra 0, vậy là H đó không có neutron, vậy là 8 nè, 8 bình thường nè, không có cái quái gì hết. Dữ này mình có được là khỏi cộng nữa, vậy là N bằng 8 luôn. 8 cộng 0 nha bằng 8, nha 8 luôn. Rồi chúng ta bắt đầu khớp vô nè. E là 10. Rồi chúng ta khớp cái dữ kiện này qua đây ha. E là 10, Pro là 9 và N là 8. Yeah, happy new year. Các bạn thấy rõ không? Nó hoàn toàn khớp luôn. Nó hoàn toàn khớp luôn. Vậy đáp án của chúng ta chính xác là số proton là 10, số E là 10, số proton là 9 và số N là 8. Hoàn toàn khớp với cái dữ kiện. Vậy đáp án chính xác chúng ta chỉ có thể là câu D thôi.
câu D là đáp án chính xác ha, với các dữ kiện tương ứng này, thấy không? Rồi xong rồi đấy, 19-8 hoàn toàn khớp. Rồi vậy thôi, các bạn có gì không rõ cứ bình luận bên dưới ha. Đây là một câu khó đấy. À, từ trên quan điểm tư duy thì đây là một câu khó, nó không dễ. Rồi vậy thôi.